Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì dạo này các bạn khỏe không? Tại cá hổ ma, lẽ ra đó thì vào cuối tháng thì mình tranh thủ thời gian trả lời một vài yêu cầu bạn đọc. Nhưng mà mình không may bị bệnh các bạn. Bệnh, bởi vì sao? Sức đề kháng yếu, khi mà chúng ta làm việc quá vất vả thì sức đề kháng của chúng ta sẽ bị yếu. Thì sức đề kháng yếu, tiếng Quảng Đông người ta gọi là tẩy khon lực chá. Chá có nghĩa là kém. Tẩy khon lực có nghĩa là sức đề kháng. Tẩy khon lực chá có nghĩa là sức đề kháng kém. Thì sẽ như thế nào? Sẽ bị bệnh. Bệnh chứ hài bàn. Thì cái tiếng của mình vẫn còn khang. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng tranh thủ thời gian trả lời một vài yêu cầu bạn đọc. Thì có bạn hỏi là chữ lùn, chữ màu xanh và chữ màu đỏ có gì khác nhau? Thì hai cái chữ này đều có nghĩa là long hay là rồng. Thì chữ màu xanh là chữ phồn thể, là người Đài Loan hay là Hồng Kông người ta đang dùng cái dạng phồn thể. Còn cái chữ lùn màu đỏ có nghĩa là giản thể, là toàn bộ người Trung Quốc đại lục người ta dùng chữ lùn này. Thì người Trung Quốc dùng chữ trung dạng giản thể các bạn nhé, các bạn lưu ý cho mình. Rồi, có bạn hỏi là khi nào thì chúng ta dùng ke và khi nào là dùng tích. Thì ke và tích có nghĩa là của. Ke là cái chữ màu, ke là cái chữ màu xanh dùng để nói, và tích là chữ màu đỏ dùng để viết. Thì các bạn lưu ý cho mình, ke là dùng để nói, tích là dùng để viết, có nghĩa là của. Thì thí dụ chúng ta muốn nói là tốt ạ thì sẽ là hủ ke, mà khi người ta viết á thì người ta sẽ viết là hữu tích các bạn ha. Hữu ke hay là hữu tích đều có nghĩa là tốt ạ hay là được ạ. Rồi có bạn hỏi là lũ xí nó có nghĩa là thầy giáo hay là cô giáo. Thì lũ xí nó có nghĩa là giáo viên, nó có nghĩa là cô giáo, mà nó cũng có nghĩa là thầy giáo. Lũ xí có nghĩa là cô giáo, mà cũng có nghĩa là thầy giáo, mà cũng có nghĩa là giáo viên nói chung. Thế thì để phân biệt, có bạn hỏi là thế nào chúng ta phân biệt được giáo viên nữ và giáo viên nam. Thì khi mà chúng ta nói giáo viên, thầy giáo á, thì nam lũ xí là thầy giáo, lũ xí là giáo viên, nam lũ xí là thầy giáo. Rồi phân biệt rõ cô giáo thì chúng ta nói là lũ xí là giáo viên, lội là nữ, lội lũ xí là giáo viên nữ hay là cô giáo. Thì cái tiếng của mình hơi còn khang, thì bạn nào thích nghe thì tiếp tục nghe, còn bạn nào mà không thích nghe thì mình cũng không ép buộc các bạn nhé. Bởi vì chúng ta có yêu thích thì chúng ta mới học được, còn nếu như mà chúng ta ghét một ai đó thì chúng ta đừng vào xem để làm gì cho nó tốn công ha các bạn. Tốn công chứ là sái sai chỉ kỹ cái xì can, người ta gọi là tốn công. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho mình, xín sáng mình cũng đã chia sẻ rồi. Xín sáng có nghĩa là tiên sinh, có nghĩa là ông, là anh. Xín sáng có nghĩa là ông xã. Xín sáng nó còn có nghĩa là thầy giáo. Bởi vì sao các bạn, thời xa xưa đó thì những người con trai đó thì mới đi được học hành tới nơi tới chốn, cho nên đa số người ta có học hành, cho nên người ta dạy học
chỉ là những ông thầy thời, không có cô giáo như thời bây giờ hết các bạn. Thời bây giờ thì nam nữ bình đẳng, thầy giáo có, cô giáo có. Nhưng mà hồi xưa đó thì không có cô giáo, chỉ có thầy giáo. Thì thầy giáo người ta gọi là xín sáng, xín sáng. Thì tại sao bây giờ người ta cũng dùng chữ xín sáng là để nói giáo viên, nói chung có thể nói người đó là cô giáo cũng được ha các bạn. Bởi vì cái thói quen của những người mà có cái độ tuổi lớn á, thí dụ như cấp bậc cha mẹ của mình á, thì người ta sẽ thường dùng là xín sáng. Xín sáng là thầy giáo hay là cô giáo nói chung. Bởi vì thời xưa thầy giáo, bây giờ cô giáo, thầy giáo gì cũng được. Cũng còn người dùng xín sáng. Các bạn lưu ý cho mình. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là chào cô hay là chào thầy nói chung. Chào một giáo viên, có thể là giáo viên nam và có thể là giáo viên nữ. Thì lị hữu lụ xí. Lị hữu lụ xí thì lụ xí là giáo viên. Lị hữu là xin chào hay là chào. Thì chữ lị có chữ sấm. Bởi vì những thầy cô giáo người ta thường được tôn trọng phải không nè. Cho nên lị hữu lụ xí, chào thầy, chào cô. Rồi bây giờ ngược lại, chúng ta cũng có thể đảo ngược là lụ xí, lị hữu, chào cô hay là chào thầy đều được. Lụ xí, lị hữu hay là lị hữu, lụ xí. Lụ xí, lị hữu hay là lị hữu, lụ xí đều được. Đều có nghĩa là chào cô hay là chào thầy. Rồi bây giờ chúng ta chào tiên sinh. Thì lị hữu xin sáng. Xin sáng là tiên sinh. Xin sáng cũng còn có nghĩa là ông. Xin sáng cũng còn có nghĩa là thầy, là cô đều được. Thời bây giờ thì xin sáng có thể hiểu là thầy, có thể hiểu là cô. Nhưng mà thời xưa thì những người giáo viên chỉ có thầy thôi. Thì bây giờ những người giáo viên còn có cô nữa. Cho nên xin sáng người ta cũng hiểu là cô giáo hay là thầy giáo đều được ở thời bây giờ. Rồi bây giờ chúng ta muốn giới thiệu là chồng của tôi, Ngọ Ke Xin Sáng. Thì Ke là của, Ngọ là tôi. Ngọ Ke Xin Sáng có nghĩa là chồng của tôi. Rồi bây giờ trong văn viết á, thì người ta sẽ viết là Ngọ Tích Xin Sáng. Ngọ Tích Xin Sáng, chồng của tôi. Rồi bây giờ ngoài ra thì người ta thường nói là chồng của tôi là Ngọ Kè Lụ Cúng. Ngọ Kè Lụ Cúng là nói một cách thông thường. Còn Ngọ Kè Xín Sáng, Ngọ Kè Xín Sáng có nghĩa là một cách hơi trang trọng. Lị Kè Xín Sáng, Lị Kè Xín Sáng, chồng của bạn, thì chúng ta nói một cách trang trọng. Còn nếu như mà viết thì sẽ là Lị Tích Xín Sáng. Lị Tích Xín Sáng là trong văn viết người ta sẽ viết như thế. Rồi bây giờ thông thường thì chúng ta nói chồng của bạn sẽ là Lị Kè Lụ Cúng. Lị Kè Lụ Cúng là một cách thông thường. Các bạn lưu ý cho mình. Rồi bây giờ thí dụ như là chúng ta nói giáo viên của tôi là nữ. Thì giáo viên của tôi là nữ nói như thế này. Lụ xí là giáo viên phải không nè. Ngọ, Ngọ là tôi. Ngọ lụ xí hay lỗi. Ngọ lụ xí hay lỗi. Giáo viên của tôi là nữ. Rồi bây giờ giáo viên của tôi là nam. Thì chúng ta nói là Ngọ lụ xí hay nam. Nam là nam. Hay là Ngọ lụ xí là giáo viên của tôi. Cùng nhau đọc lại. Ngọ lụ xí hay làm. Ngọ lụ xí hay làm. Ngọ lụ xí hay nam đều được. Giáo viên của tôi là nam. Rồi bây giờ mình thí dụ khi mà chúng ta nói cuốn sách của tôi á là bổn xứ ngọ kè. Bổn xứ ngọ kè, xứ là sách, bổn là cái cuốn, bổn xứ là cuốn sách. Bổn xứ ngọ kè, cuốn sách của tôi.
Còn khi mà viết á, thì người ta sẽ viết là bổn sứ ngọ tích. Bổn sứ ngọ tích, cuốn sách của tôi. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói một cách khác, cuốn sách của tôi cũng có thể nói như thế này: ngọ kè sứ, ngọ kè sứ, có nghĩa là cuốn sách của tôi. Ngọ là tôi, sứ là sách, kè là của. Ngọ kè sứ có nghĩa là cuốn sách của tôi, hay đơn giản là sách của tôi. Rồi bây giờ trong văn viết á, thì người ta có thể viết là ngọ tích sứ, chữ tích đổi thành chữ ke, chữ ke đổi thành chữ tích để mà viết. Thì ngọ tích sứ có nghĩa là cuốn sách của tôi. Thì các bạn lưu ý cho mình, trong tiếng Quảng Đông á, thì nó có văn nói và văn viết. Văn nói là hậu dự, văn viết là sứ miễn dự. Khi mà các bạn dùng những cái từ, những cái văn bản, thì thường người ta dùng văn viết để mà viết. Còn mình chia sẻ thông thường cho các bạn á, là văn nói, các bạn lưu ý cho mình. Rồi bây giờ có bạn hỏi là hảo lợi. Hảo lợi có nghĩa là gì? Thì hảo lợi nó có nghĩa là cân nhắc. Nó còn có nghĩa là suy nghĩ. Nó còn có nghĩa là suy xét. Hảo lợi. Thì bây giờ mình thí dụ, tôi xem xét chút, tôi cân nhắc chút. Nói như thế này: ngọ hảo lợi dách hạ. Hảo lợi là xem xét hay là cân nhắc hay là suy nghĩ. Ngọ là tôi. Ngọ hảo lợi dách hạ. Ngọ hảo lợi dách hạ có nghĩa là tôi xem xét chút. Rồi mình thí dụ khác: tôi đang xem xét, tôi đang suy nghĩ, tôi đang cân nhắc, tôi đang suy xét. Thì chúng ta nói như thế này: bởi vì hảo lợi là xem xét nè, suy xét nè, cân nhắc nè, hay là suy nghĩ. Thì cảnh là đang, hảo lợi cảnh có nghĩa là đang xem xét. Thì các bạn lưu ý cho mình, thông thường đó, thì những cái động từ đó mà chúng ta nói về đang, thì thường chữ đang, cảnh nó đặt sau động từ. Còn tiếng Việt đảo ngược lại, đang đặt trước cái động từ, đang xem xét, thì sẽ là hảo lợi cảnh. Các bạn lưu ý cho mình, tất cả những động từ trong tiếng Quảng Đông, thì khi mà nói về cái hành động đang á, thì chữ cảnh, chữ đang nó ở phía sau động từ mà chúng ta muốn đề cập đến. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ hảo lợi cảnh. Ngọ hảo lợi cảnh, tôi đang xem xét. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là xem xét rõ ràng, cân nhắc rõ ràng, hay là suy nghĩ rõ ràng, thì chúng ta nói như thế này: hảo lợi chính chỗ. Hảo lợi chính chỗ, thì hảo lợi có nghĩa là xem xét, cân nhắc, suy nghĩ, suy xét. Chính chỗ, chính chỗ là rõ ràng. Chúng ta cùng nhau đọc lại: hảo lợi chính chỗ. Hảo lợi chính chỗ có nghĩa là xem xét rõ ràng hay là cân nhắc rõ ràng. Hay là mình thí dụ khác: tôi không cần cân nhắc, tôi không cần suy nghĩ. Có nghĩa là mình đã quyết định rồi ha, mình không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa hết. Ngọ m sảy hảo lợi. Ngọ m sảy hảo lợi. M sảy là không cần. Ngọ m sảy hảo lợi có nghĩa là tôi không cần cân nhắc. Hay là ngược lại, chúng ta muốn nói tôi cần phải cân nhắc, tôi cần phải suy nghĩ, tôi cần phải suy xét, thì sẽ là ngọ suối diêu hảo lợi. Ngọ suối diêu hảo lợi, thì suối diêu là cần phải, hay đơn giản là phải. Hảo lợi là cân nhắc, suy xét, xem xét. Cùng nhau đọc lại trọn câu: ngọ suối diêu hảo lợi. Ngọ suối diêu hảo lợi, tôi cần phải cân nhắc. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho mình, tất cả những tiếng Quảng Đông
mà mình chia sẻ cho các bạn, mặc dù nó là tiếng Tàu, nhưng mà đó là tiếng Tàu chứ không phải là Tào Lao. Cho nên các bạn cứ yên tâm, các bạn muốn học hỏi thì các bạn phải chịu khó, phải một phải nghĩ 10 ha các bạn, chứ không phải người ta chia sẻ cho mình bao nhiêu thì mình chỉ cần biết bấy nhiêu, không cần phải suy nghĩ. Thì hủ xịt có nghĩa là đừng ăn. Ngoài ra hủ xịt nó cũng còn có nghĩa là ăn không ngon. Một từ nó có hai ý nghĩa, thì tùy theo cái trường hợp mà các bạn hiểu phải không nè. Thì hủ xịt khi chúng ta kêu ai đó đừng ăn thì chúng ta nói hủ xịt. Mà khi chúng ta ăn một cái món gì đó mà chúng ta không thấy ngon, ăn không ngon cũng có nghĩa là hủ xịt. Các bạn lưu ý cho mình và các bạn cũng thông cảm cho mình trong cái cuộc sống này đó. Thì ngoài cái công việc chia sẻ tiếng Quảng Đông của mình á, đây là những cái việc mà mình thấy là chia sẻ cho những bạn cần thiết, những bạn cần học hỏi. Các bạn cố gắng tham khảo, cố gắng học hỏi. Chứ mình có rất là nhiều công việc phải làm, thế cho nên á, những cái lưu tin của các bạn á, mà mình không có thời gian để mà trả lời từng ly từng tí cho các bạn, thì các bạn cũng thông cảm về cái vấn đề này cho mình ha. Có khi mình thấy được á, thì mình ghi lại, mình nhớ thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu không thì các bạn cứ nhắc mình. Rồi, bây giờ đừng ăn là hủ xịt, ăn không ngon cũng là hủ xịt. Một cụm từ có hai ý nghĩa khác nhau. Các bạn lưu ý cho mình, đây là không phải là tiếng Tào Lao mà đây là tiếng Quảng Đông. Rồi, bây giờ tới khi mà các bạn nói các bạn không ăn á, khi mà các bạn nói các bạn không ăn thì sẽ là xịt. Khi mà các bạn có quyền lựa chọn ăn hay là không ăn, thì bây giờ không ăn là xịt. Xịt, các bạn lưu ý cho mình, xịt là không ăn, là chúng ta có quyền lựa chọn. Thí dụ như bây giờ có một dĩa cơm, chúng ta muốn ăn thì chúng ta xịt, mà chúng ta không muốn ăn là xịt. Xịt là không ăn, xịt là ăn. Rồi bây giờ chúng ta có cái chữ này nữa, mụ xịt là có nghĩa gì? Mụ xịt có nghĩa là không có ăn. Cái này là chúng ta muốn nói lại cho người đối phương biết là không có ăn. Có nghĩa là cái dĩa cơm này tôi để đây, bạn có ăn dụng không? Không có. Mụ xịt, ngọ mụ xịt, tôi không có ăn. Đây là mình nói cái kết quả cho người ta biết là tôi không có ăn, tôi không có ăn dụng. Ngọ mụ xịt. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là chúng ta có ăn thì sẽ là dậu xịt. Chúng ta muốn nói cái kết quả cho người ta biết không có ăn là mụ xịt. Mụ xịt, không có ăn. Dậu xịt là có ăn, xịt là không ăn. Khi chúng ta có quyền lựa chọn ăn hay là không ăn, xịt là không ăn, chúng ta lựa chọn không ăn. Các bạn lưu ý cho mình ha. Rồi bây giờ có bạn hỏi là xín tắc ca. Xín tắc ca nó có nghĩa là gì? Thì xín tắc ca cái gì đó mới được, cái gì đó mới được chứ, xín tắc ca. Mình thí dụ như vậy mới được chứ, cẩm xín tắc ca. Cẩm xín tắc ca có nghĩa là như vậy mới được chứ, vậy mới được chứ, cẩm xín tắc ca. Rồi bây giờ thí dụ khác là bạn chịu ăn mới được chứ. Thì chịu ăn là hẳn xịt. Hẳn xịt thì hẳn là chịu, hẳn xịt là chịu ăn. Lị hẳn xịt xín tắc ca. Lị hẳn xịt xín tắc ca có nghĩa là bạn chịu ăn mới được chứ. Hay là thí dụ như người đó hay thất nghiệp mà cứ đòi đi làm, mà làm á, thì than cực ha. Thí dụ như thế thì chúng ta muốn nói bạn
chịu làm mới được chứ. Thì lị hẳn chầu xin tắc ca, lị hẳn chầu xin tắc ca thì hẳn là chịu, chầu là làm, hẳn chầu là chịu làm. Cùng nhau đọc lại, lị hẳn chầu xin tắc ca, lị hẳn chầu xin tắc ca, bạn chịu làm mới được chứ. Rồi bây giờ thí dụ như muốn giảm mập mà không chịu chạy bộ thì bạn chịu chạy mới được chứ. Bạn chịu chạy mới được chứ. Thì phảo ở đây có nghĩa là phảo bồ. Hẳn phảo, hẳn phảo có nghĩa là chịu chạy. Hẳn phảo bồ chịu chạy bộ. Đơn giản, hẳn phảo chịu chạy. Lị hẳn phảo xin tất cả. Lị hẳn phảo xin tất cả. Bạn chịu chạy mới được chứ. Rồi, sau cùng, câu hỏi sau cùng. Có bạn hỏi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thì tiếng Quảng Đông nói như thế nào? Thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh chúng ta có thể nói như thế này bằng tiếng Quảng Đông. Cá cá dậu bụn làn liềm tích kính. Cá cá có nghĩa là nhà nhà, gia gia. Dậu là có, bụn là một cái quyển, một cái cuốn, cuốn gì? Làn liềm tích kính. Kính có nghĩa là cái quyển, kính có nghĩa là quyển kinh ha, quyển kinh. Làn là khó, liềm là niệm. Làn liềm tích kính, làn liềm tích kính có nghĩa là kinh khó niệm. Dậu bổn làn liềm tích kính có nghĩa là có một quyển kinh khó niệm, có nghĩa là mỗi nhà đều có những cái việc khó khăn riêng. Thì nói một cách văn chương thì người ta gọi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Cá cá dậu bổn làn liềm tích kính. Cá cá dậu bổn làn liềm tích kính có nghĩa là nhà nhà có một quyển kinh khó niệm. Hay là một cách đơn giản chúng ta có thể nói như thế này. Cá cá dậu chỉ kỹ ke làn chư. Cá cá dậu chỉ kỹ ke làn chư có nghĩa là nhà nhà có nỗi khổ riêng. Thì cá cá là nhà nhà hay là gia gia. Dậu là có, chỉ kỹ có nghĩa là chính mình. Chỉ kỹ có nghĩa là chính mình. Ke là của. Làn chư có nghĩa là những cái khó, những cái điểm khó. Chỉ kỹ ke làn chư có nghĩa là nỗi khổ riêng. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Cá cá dậu chỉ kỹ ke làn chư. Cá cá dậu chỉ kỹ ke làn chư có nghĩa là nhà nhà có nỗi khổ riêng. Đúng như vậy ha các bạn, ai cũng có nỗi khổ mà cũng chẳng ai giống ai ha. Rồi thì mình xin dừng ở đây các bạn. Và kỳ sau đó mình tiếp tục trả lời cho các bạn. Thì chắc có lẽ là mình sẽ chia sẻ không có nhiều vội vã như lúc trước các bạn. Bởi vì đó, chia sẻ quá nhiều các bạn học không kịp ha. Chia sẻ quá nhiều các bạn học không kịp. Thì các bạn cứ xem lại những bài cũ. Còn nếu không á, thì các bạn cứ lên trên YouTube á. Các bạn tìm kiếm những người thầy trên đó. Có rất rất là nhiều người thầy chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn có thể ở trên đó mà tham khảo, học hỏi những cái điều mới lạ của họ. Mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui, trân trọng và hẹn gặp. Tối về tại các sở thầy, chào tạm biệt, check in.